Kênh Đồ Lính Mỹ xin chào các bạn. Hôm nay thứ bảy ngày 30 tháng 11. Nay em cũng lên em còn một lô áo khoác mỏng nha các bạn. Áo khoác mỏng của Nhật. Em lên cho nó hết ha. Và chắc em bán đồng giá, nha. Lô này cực đẹp nha, mới lắm các bạn. Có gì cũng đủ màu nha và đủ size. Và hàng em hàng hàng tuyển nha các bác, nó độ mới cao còn đẹp nha, và các bác mặc khoác nhẹ để mặc đi chơi đi lao động đều được. Em bán đồng giá nha, 150.000 một áo. Em còn một lô cuối thôi, em lên cho nó hết nha. Em bán đồng giá nha, 150.000 một áo. Rồi, và cái đầu tiên thương hiệu của Nhật nha, cái kiểu nó in lem lem này chứ không phải bị chóc đâu nha. Cái này hàng thị trường Nhật hết nha các bác. Này size L. Như thường là gia công ở nước thứ ba. Có thể cũng Nhật luôn cũng có. 60 cotton 40 poly này. Made in China. Tức là nó vào thị trường Nhật hết á, nhưng mà nó thường nó gia công ở nước thứ ba. Mới tinh, cái này mới lắm. Rồi lại có bò chất liệu kaki nha, màu xám trắng. Phối màu mở nắp đàng hoàng. Rồi, rất là mới luôn nha các bác, mới keng. Chữ Nhật đây ha. Rồi cái này mặc các bác mặc đi chơi đi đâu cũng được, khoác nhẹ một lớp thì dễ mang các bác. Em bán lô này chắc em lên đồng giá nha, 150.000 một áo. Nếu các bác lấy hai áo trở lên em bao ship luôn một, còn nếu lấy một áo thì cộng giùm em 27.000 tiền ship nha. Nếu hai áo em bao ship. Rồi ok, xong các bác. Dưới 72 cực, 75 thì cũng được nha, 75 thì hơi ôm. 64 đến 73 kịp. Cái này cổ các bác bẻ ra cũng được, mà dựng đứng lên cũng được, mới lắm nha các bác. Và 1m7 được đổ lại nha. Hàng của Nhật thì các bác biết nó may cũng chi tiết lắm nha. Những chi tiết nhỏ như thế này, cấm viết rồi nè, túi. Kể cả những cái này nó có những cái chi tiết nhỏ này. Gắn móc kính râm nha. Mới tinh luôn các bác, mới tinh chưa sử dụng nó có nha. Rồi mở nắp đàng hoàng, giá hợp lý, mặc khoác nhẹ dễ mang các bác. Qua mua chơi xe xe mặc khoác nhẹ rồi cũng ổn. Nói chung là hàng thời trang, hàng cũng kiểu dáng nó cũng lạ đấy. Mở nắp đàng hoàng, túi dưới có đầy đủ nha, mới tinh, 150.000. Các bác lấy hai cái bao ship, em đo. Em cũng còn một lô này thôi, em lên cho. Bữa hôm em lên một lô rồi, còn lô cuối em lên luôn. Vai 49 tay 57 và dài 65, mã số 353. Em bán đồng giá nha, 150.000 một áo. Nếu lấy hai áo trở lên thì em bao ship. Cái nào mà khác giá thì em sẽ báo. Rồi con này màu nòng súng nữa. Cũng thời trang thôi, đóng đinh rồi tùm lum rồi các bạn. Con này biết kiểu gì cũng hàng Made in China nha, cũng thị trường Nhật nè. Rồi màu thì nhìn nó bụi bặm, dạng màu nòng súng đó. Nước màu thì bụi bặm này, nước màu, cái nước màu nòng súng thì nhìn nó vậy thôi, cảm giác cái màu này nó không được mượt lắm, nhưng mà cũng còn khá nha, 90% trở xuống đi. Rồi không lỗi lầm, không lỗi lầm nha. Biết nam thì nhỉnh đây, thấy nhỏ nhỏ này các bác, chắc phải dưới 60 cân thôi. Nút cài chìm nha các bác, nút cài chìm. Cái này chung dưới 55 cân thôi các bác, dưới 55 cân nha. Cái này nam nữ đều dùng được nhưng mà phải dưới 55 cân thôi, và dưới mét 6, mét 6 hoặc mét 62 cũng được, cũng đọc ấy, nhìn bụi bặm đấy. Các bác 60 cân thì nó hơi ôm nha. 60 em mang và gài vẫn vừa này. Em là 68 cân, có bụng đấy. Nhưng mà em mang nó ôm khít luôn. Các bác dưới 60 cân được. 60 thì hơi ôm, còn thoải mái là dưới 55 cân. Và dưới mét 6, dưới mét 62 cũng 150.000, không lỗi lọc, cũng đều màu. Nước màu thì cũng còn dưới 90 thôi.
này bán chơi bán thêm cho nó vui thôi các bác, chứ còn chủ yếu là em bán đồ lính nha. Cái này lâu lâu dặn thêm chút cho nó vui thôi, tại bữa giờ nó không có hàng. Vai 41, tay 61 và dài 68 nha. Mã số 354 nha, cũng 150.000. Cái nào khác giá thì em sẽ báo. Rồi cái này màu xám trắng, nó chất vải nó đây nha, cũng mỏng thôi, mặt mát, nó may chi tiết lắm nha các bác, made in Việt Nam nha. Ok, khối độ mới cũng cao đấy. Rồi cũng đồng giá nha, 150.000. Hai cái bao ship nha các bác. Rồi 60 đến 70 cân. Nó may những cái chi tiết cho nó cục cầu kỳ lắm nha các bác. Đây này lỗ thông nách đó, nách mát nha. Này mùa nóng các bác mang cũng được. Cổ đứng lên cũng được mà bẻ ra cũng được. Rồi 60 đến 70 cân. Mét 72 đổ lại. Mã số 355. 150.000. Mở nắp đồ đầy đủ nha, mở nắp là lớp lưới nè, thông hơi nè. Này mang kiểu đó, nhìn cũng độc lạ đấy các bác. Ít đụng hàng ha. Vai 47 nè. Tay 60. Không lỗi lầm nha, độ mới 96% và dài 66. Nói chung là mấy cái áo này còn đẹp, nói chung là hàng em lựa, cho nên là cái nào đẹp em mới lên thôi. Nói chung là toàn bộ hàng thị trường Nhật hết nha, made in China, nó gia công tại China và xuất sang thị trường Nhật ha. Cho nên đồ các bác nhìn có biết hàng của Nhật hay không, hàng thị trường Nhật hay không, phải có tiếng Nhật nha. Bất cứ ngành hàng gì mà đi vào Nhật nó phải ghi tiếng Nhật luôn. Đó. Rồi. Lỗ thông nách này. Lưới. Cái này đây các bác. Này nó giống như sơ mi. Những cái chi tiết này nó lại, thứ nhất là nó vừa làm mát cho các bác mà vừa lại là điểm nhấn nữa. Nên các bác thấy những cái kiểu dáng như thế này cũng là cũng là khác thường đấy các bác nha. Nhưng mà giá nó hợp lý của con này, nó dạng như sơ mi, độ mới cao lắm nha, cúc bấm bằng nhựa luôn. Nó may, nhưng mà hàng của Nhật tôi thấy nó may chi tiết từng mũi chỉ luôn các bác, những cái chi tiết nhỏ luôn á. Đây nữa nè, ngăn này đựng gì mà nó có cả miếng dán nữa nè. Một cái túi con trên này ha, một cái túi dưới ở đây, và trong cái túi nó có cái lỗ để bỏ viết rồi được nữa nè. Các bác thấy nó chi tiết không, đây bỏ viết, kính râm này đầy đủ nữa. Mặt trong nó còn phối màu nữa nè các bác. Rồi mới ken luôn các bác, mới tinh luôn á, gần như chưa sử dụng nha. Rồi các bác từ 72 đến 83 cân, 70 cũng được, 70 hơi rộng và cao, mét 67 đến mét 77 nữa hả? Mới tinh, cũng dạng như sơ mi thôi các bác, chiếc kaki nghe hàng khui kiện, nó ép chặt thì nó hơi nhăn thôi, cũng đồng giá nha các bác thấy. Cái này bán thêm cho vui thôi chứ còn nhưng mà tại thấy nó nhiều kiểu dáng, nó cũng độc lạ, nhiều bác mang đồ lính hoài, lâu lâu mình phải phối, gọi là lâu lâu mình phải thay đổi phong cách tí đâu các bác, lâu lâu mình phải mặc những cái này, nó cũng nhìn nó cũng lạ chứ. Vai 53, tay 62, dài có vạt ngang, có sẻ tà đằng ngoài nha, dài 78 nha, vạt ngang có sẻ tà. Rồi mã số 356, đồng giá hết nha, cái nào khác giá thì em sẽ báo, 150.000. Con này chắc để mang, có hai con rồi ta, có hai con, biết con nào vừa,
cũng mới tin là sơ mi nha các bác, áo sơ mi cái này thời trang thôi nhưng mà nhìn cũng ổn, lỗ cắm viết này nó may, mới tin chưa sử dụng, nhìn cái này là biết chưa sử dụng nha các bác. Rồi những cái áo giống như áo Việt Tiến các bác mua là lúc nào nó có mấy cái ghim như thế này nè, lưỡi gà này, chống gãy cổ áo, mới tin chưa qua sử dụng nha. Có cầu vai này, túi này, màu xanh, xanh này gọi xanh gì ta, nói chung là cái này đi ăn cổ rồi mình mang nó lịch sự các bác, nó may chi tiết lắm, hàng thị trường Nhật thì các bác yên tâm về chất lượng nha, made in Việt Nam, rồi Việt Nam gia công thôi nha, tức là thương hiệu của Nhật đấy, Việt Nam là chỉ gia công thôi rồi lại xuất lại sang Nhật. Thương hiệu gì đây, thương hiệu này Sunlit, không biết của Nhật hay của nào đang biết, nhưng mà cái hãng này nó ra đời năm 66 nè, tức là cái thương hiệu này nó ra đời năm 66, còn cái áo này thì nó mới đời mới, chứ không phải là áo này đời 66 đó nha các bạn. Nhiều quá, cứ kêu áo thấy chữ 66 cứ kêu đời 66 là chết rồi. 70 đến 80 cơ, mới 100% chưa qua sử dụng nha. Rồi 1m7 đổ lại, 1m72 rồi. Rồi 70 đến 80 cân nha, cầu vai túi rồi đang hoài, mới tinh chưa qua sử dụng. Cũng 150.000. Mã số 357. Cái vải cũng chất lắm các bạn. Rồi. Vai 50, tay 59 và dài, dài phía sau là nó 83, phía trước này nó ngắn thôi. Mã số 357 nha. Cái này size medium mà, cái này chắc để dành mang quá. Cái này medium, cái này thì nhỏ hơn cái đó, size cũng mới tinh luôn, cũng mới chưa sử dụng luôn nha. Để mang các bác. Thôi em để mang đi. Cái này sorry các bác nha. Cái này em mang vừa y 60 đến 70 cân nha. Cái này, cái này để dành mang các bác. Sorry nha, sorry các bác. Mình bán đồ cho các bác mà nhiều khi mình lại chả có cái gì để mang, lâu lâu vậy để dành cái. Rồi. Cái này cũng sơ mi nè. Chất vải nó linen nha, vải linen nha các bác. Chất vải nó dạng như linen á, cũng mới lắm nha. Tất nhiên hàng linen thì cái vải nó nhăn nhăn vậy thôi. Với lại hàng mới khui kiện thì nó nhăn vậy thôi. Rồi. Chả thấy mắt đi nước nào nữa. Chỉ biết thị trường Nhật thôi nha. Rồi size LL, rồi này vải rủ rủ cũng ổn và cũng 70 đến 82 cân, 70 đến 82 cao, 1m75 đổ lại nha, mét 67 đến 1m76. Rồi mới cũng mới lắm, mới lắm nha, cái màu cũng hay đấy, cũng 150, mã số 358 nha. Vai 51, tay 64 và dài 82, 150. Đồng giá cho nó dễ. Cái này cũng vậy nè, cái này cũng mới tinh chưa qua sử dụng luôn. Không biết giống cái đầu không ta. Mới tinh chưa qua sử dụng luôn nha các bác. Quá đồng y kè kè. Cũng 150 luôn. Đồng giá cho nó dễ. Mới 100%. Rồi.
hàng toàn bộ thị trường Nhật hết nha các bác. Rồi Made in Việt Nam hay nào, Made in China. Rồi phát nhẹ nhẹ nhìn dễ mang các bác, màu sáng mặt nhìn nó sạch sẽ lịch sự đó, mà quan trọng là các bác thấy nó hợp lý hay không, với lại cái form nó có đẹp hay không, chứ còn giá này thì cũng chắc là hợp lý. Giá 150.000 nữa đó. Rồi ở dưới nó có bò nha, dưới nó có bò. Rồi 1m72 đổ lại đó nha, 1m73 đổ lại được. Rồi như các bác thích rộng rãi thì như em 67 68 cân đến 77 cân, 66 đến 77 cân nha. Ok rồi, cũng 150 mới 100%. Vai 52 này, tay 58 và dài 66 nha, mã số 359. Rồi cái này sơ mi, cái này nó có in ngay lưng này các bạn, in cái vòng giống như trong giống như trong nhà thiền á. Rồi rồi dạng vậy đó nha, ý nhìn nó giỏi vậy thôi chứ chả biết là gì đó. Chất liệu này của nó đây nghe các bạn, màu xám nha, xám nó đúng đúng đúng, cái vải nó đúng đúng vậy nha. Cái chất vải là nó đúng đúng vậy đó, màu xám mà nó cũng hơi sọc sọc xước xước cái kiểu nó vậy. Khóa các bạn thấy nó cầu kỳ không, lỗ nè, đường chỉ chằng ba đường chỉ luôn. Ô còn logo gì đây, túi này cũng còn mới lắm nha, nói chung là hàng gọi là độ mới cao hết rồi, 95-96% trở lên hết. Rồi mở nắp đầy đủ nha, có logo ngay lưng này, là vạt ngang xẻ này. Rồi ổn các bác, túi rồi nhìn mày cũng đọc đó, những chi tiết nhỏ như thế này nè, tán đinh nè, đường chỉ quay nó chất lượng lắm nha, kể cả hột nút nó cũng chất nữa. Đây nút bấm nha. Ồ đẹp đấy các bác, quan trọng là các bác thấy hợp lý hay không đó, giá có đắt hay không đó. Chứ còn áo thì mặc vô thấy ổn. Ồ đẹp các bác, đẹp đúng không, tức là em thấy đẹp thôi, các bác có thấy đẹp hay không đó. Rồi 60 đến 70 cân, 72 cân được không, mà đúng thiệt em mặc vô nó vừa y luôn, chẳng lẽ lại lấy mang nữa, các bác lại kêu bóc phét nữa, thôi em bán 150.000 lấy một cái là được rồi. À, cái này cũng có hai cái nè các bác, không biết cái đó size gì, cái này size LL nè, size L thôi, các bác thấy không, những cái chi tiết nhỏ nó may nè, rất cầu kỳ nha. Mà giá thì dễ mà. Rồi vai 49, tay 62, dài 74, mã số 360. Thực tế nhiều khi tùy các bác, chứ không phải là hàng thời trang mà nó lại thấy đâu, nhiều cái áo thời trang mặc lên nhìn nó vẫn ra chất lính đấy các bác. Cái này cũng vậy. Ô hai cái như cùng sai, nó y chang nhau luôn các bác. Đó trên nó có cái kia cũng có nha, hồi nãy em quên giới thiệu, có thêm cái túi dây kéo nó làm phối màu đỏ cũng mới tinh luôn, hai cái mới như nhập, 96% trở lên hết. Rồi size chắc bằng nhau, chữ sau lưng y chang luôn, hai cái như nhau luôn các bác, cũng size L luôn, kích thước thì chắc như nhau, em mặc vô em thấy như nhau, em khỏi đo đi, size L luôn là đúng nha.
Rồi size L luôn nè, như nhau hết. Các bác thấy chi tiết, từng chi tiết nhỏ luôn mà các bác để ý những cái áo nó có mở vai mặc vô, thấy nó nhìn nó. Nói chung là em thì em thích những áo có mở vai mặc vô nhìn thấy nó hay. Tóm lại vậy đi. Rồi mã số 361 nha. Hai cái như nhau à, 360 361 khỏi đo, cùng như nhau luôn. Rồi. Cái này đúng là đợt trước em bán tới 200.000. Đó, những bác ở trước có nhiều khi trước em bán 200.000 giờ bán 150 mấy bác đấy lại kiện nữa. Mấy bác đợt trước mua đắt hơn bây giờ lại kiện em kêu mày trước mày bán tao 200 giờ mày bán có 150. Và nó lô đó lô trước nha, bắt lô trước em lấy đắt hơn. Lô này về nó rẻ hơn em bán rẻ hơn. Vậy. Nhiều khi không công bằng cho các bác ở trước thì nó lại phiền hà thôi đúng không? Nhưng mà chắc cũng không vấn đề. Rồi cổ đứng đẹp được rồi, 1m6 đổ lại, 1m62 thôi nghe các bác. 1m62 đổ lại và 6 bán là thích ôm thì 65 cân. Còn không thì cũng 63 cân đổ lại. Rồi. Nói chung là nó may chi tiết tỉ mỉ lắm. Made in Bangladesh này. Toàn bộ hàng thị trường Nhật hết nha. Đây nè, túi trong nè. Rồi. Nó may điểm nhấn nè, những cái điểm nhấn các bác thấy nó phối. Đường chỉ nó làm khác màu cũng khá là hay. Kể cả khóa kéo cũng vậy. Đó, bên hông lưới nè, thông nách nè. Bác nào bị gọi là hay bị bí mồ hôi nách đó, mặc những cái này nó thoáng khí các bác. Đây nữa nè. Lỗ thông lưng nữa nè nha. Này nó xuyên qua tới lưới luôn nè. Các bác thấy không? Vải là vải cô tông rút mồ hôi nha. Vải 100% cô tông đấy, còn có thể lưới nữa, rất là thoáng nha. Cho nên là mùa nóng các bác mang vẫn được. Bác nào đi xe rồi nó chạy xe ngoài đường nó chống nắng hay là gì đó. Rồi vai 47. Tay 58. Và dài 63 nha các bác. Cũng 150. Cũng độ mới cao lắm nha, không có lỗi lầm gì đâu nha. Bao dơ bẩn bao lỗi lầm. Những hàng này là em đã soạn trước, cái nào đẹp em mới lên thôi. Có một cái này nó bị dơ. Có cái này là nó bị dơ nhưng bác quát về giặt không biết giặt ra hay không. Rồi em bán 100.000 đó. Cái nào mà ấy thì em báo. Cái này bị dơ. Bán 100.000 nha. Cũng về hết xui nha các bác, giặt nó khả năng nó cũng có thể nó ra hoặc nó bớt. Nó hơi dơ dơ ngay cái lưng tí. Biết anh này ngồi anh dựa ở đâu đó. Rồi, còn túi tay là đầy đủ. Nói chung là độ mới cũng cao đó, nhưng mà anh này anh dựa ở đâu thì nó bị dơ thôi. Chỉ có cái này nó dơ thì em báo rồi thôi, chứ mấy cái kia là không có bị gì đâu nha. Rồi, cái này mấy cái kia thì đồng giá, cái nào giá khác em sẽ báo nha. Cái này là khác giá này, 100.000 đồng. Cũng độ mới cao nhưng mà có cái lưng nó dơ. Rồi các bác từ 67 đến 68 đến 80 cân. Cao 1m7 đổ lại đi. Mặc chơi chơi cũng được 100.000. Mã số 363. Túi rồi. Túi hộp đàng hoàng nghe các bác. Có túi tay luôn nè, có mở lưng luôn nè. Nó cũng mới lắm nha. Có điều anh ngồi anh dựa vô đâu nó dính vô tường nó đứt hay dính gì thôi. Vai 49. Tay 57. Và dài 65, hai bên nó có thùng nữa. 100.000. Có cái này là khác rồi nha. Mã số 363. Rồi cái này sơ mi chất vải của nó đi. Đó, cái thớ vải nó giống giống vải bóp linh luôn các bác.
màu vàng cát nha, size LL 70 đến 80 cân, nó dạng như sơ mi đấy, màu vàng cát đàng hoàng đấy, made in China nè. Chung là độ mới cũng trên 95 hết nha, độ mới cao hết đấy. Cái chất vải như vải bóp linh. Rồi 70 đến, bác nào thích rộng rộng thì 68 nha, còn không cứ 70 đến 80 cân. Cao 1m67 trở lên. 67 đến 1m78 ha. Rồi, lịch sử thì dễ mà. 150.000 nha, đồng giá nha, 150.000, mã số 364. Vai 54 nè. Vai 54 tay 60. Lưng nó có xếp cái ly lưng nữa nha. Xếp cái ly lưng đây nữa nè. Và dài. Dài 85. 150.000 mã số 364. Có con này độc. Con này thì bán mắc hơn nha. Con này khác nha, con này là giá khác. Màu cũng màu nòng súng đó. Nè, các bác nhìn cái cổ. À, cái này cái nón nha các bác. Cái này cái nón nha. Nè. Này cái nón. Ủa phải không? Cái nón sao nó dính liền rồi ta? Không phải cái nón các bác. Cái nón sao nó có lớp như thế này? Mở ra được không? À đây đây đây. Cái này mở ra như này mới làm cái nón nè. Hay đấy các bác. Cái kiểu này lần đầu tiên thấy nha. Cái cổ mở ra khóa kéo vậy như mới làm cái nón nha. Rồi các bác kéo như cái này và xếp vô. Ồ, hay đấy các bác. Kiểu này lần đầu tiên em gặp. Cái nón nó lại nằm. Hay đấy các bác. Có cái lưỡi chai phía trước nữa. Này nước màu cũng còn tầm 90 thôi nha. Màu nó cũng hơi, nói chung là đã qua sử dụng nó hơi có nếp thôi, tầm 90%. Nói chung là đã qua sử dụng rồi. Nhưng mà còn súng màu thì nó cũng chưa đâu. Cũng ngã ngã nhẹ nhẹ. Nhưng nhìn bụi bặm nha. Nè, hai bên nó có cái đai túi nè. Đây này nè. Philcor đàng hoàng nha, thương hiệu rất là lớn của Nhật đấy các bác. Philcor. Rồi nút cũng dập hiệu luôn nha, Philcor. Cái này Việt Nam, đợt trước em có bán hàng xuất dư các bác, Việt Nam sản xuất cái hãng này cũng có nè. Cái này không biết của nào sản xuất. Size LL. Hàng cũng thị trường Nhật nha. Cái này thì nó gia công ở China. Cái hãng này cũng có gia công ở Việt Nam đấy. Đợt trước em có bán hàng xuất dư đấy các bác. Cũng của hãng Philcor này. Made in China. Nói chung là gia công ở nước nào nó cũng như nhau thôi. Cái cổ nó cũng hơi có nếp ngã ngã màu tí nhẹ thôi, nhưng mà nhìn nó hay đấy, bụi bặm đấy nha. Chất lượng vải, chất vải nó như vải satin đó các bác. Đây nè, đại khái là kaki thun đi, cũng không phải satin đâu, kaki cũng không có thun, một lớp thôi nha. Ui cầu kỳ đấy các bác, tay nè, gài cúc nè, trẻ tay nè, nước màu đi đó tầm 90%. Trẻ xuống đọc không các bác, có nón luôn nha, nón các bác mở ra nãy mở. Cho nên khi các bác xếp cái này vô nè, cái cổ nó sẽ dày lên, các bác nhìn nó đứng cái cổ các bác thấy ổn không, hai bên nó có đây nè, túi có viền nha, chất lượng nha các bác, có đai tăng đờ hai bên nữa nha. Rồi bác nào thích ôm ôm thì 70 cân được nha, còn không thì dưới 65 cân và dưới 1m73. Các bác nhìn này, tay dây kéo nè, gài cúc nè. Rồi bán 300.000 nè. Đọc đấy, được đấy, mở lưng đàng hoàng nha. Các bác thấy ổn không? Quan trọng cái form. Nước màu thì như em đã báo tầm 90 đổ lại. Rồi, có túi tay đàng hoàng. Cái này nó bị dơ hay ăn màu gì em không biết nha. Hơi
Nói chung không biết dưa hay ăn mọc rồi em cứ báo ăn màu đi, về bắt giặt ra được thì tốt. Ok. Nói chung là cứ báo vậy thôi. Mình cứ nhận cái phần mà không ra chứ báo ra về cái bắt giặt không ra thì coi như toi. Giống như bữa em khui kiện M65 đó các bác. Em lên cái áo mà bị dơ đó. Vai 46. Vai 46, tay 61. Và dài. Dài 68 nha. 300.000 nha, cái những cái nào giá khác thì em sẽ báo nha. 300.000 mã số 365. Cho nên mình báo là mình cứ nhận cái phần không dơ. Chứ mình báo kêu là cái này giặt ra về các bác giặt không ra thì sao? Đúng không? Cho nên giống như bữa em khui kiện có cái áo M65 đời 68 màu đẹp, nước màu nó trên 95% đấy các bác. Mà nó bị dơ vài chỗ em báo không ra là em bán 5 triệu đó. Nếu mà cái đó nó không dính thì tất nhiên nó phải giá phải gấp đôi. Mà em báo không ra, em bán giá không ra 5 triệu mà bác vừa rồi bác mới nhận lúc chiều, mới vừa gọi điện cho em trước khi em like, kêu nhận được áo rồi về xử lý ra sạch sẽ luôn, đẹp cái áo. Thì coi như là hên xui thôi, năm ăn năm thua đó. Nhưng mà em bán giá là giá không ra. Như vậy thì nó mới dễ, nó mới vui được các bác. Chứ báo ra cái về các bác giặt không ra thì nó lại dở đúng không? Rồi. Còn cái nào mà dám chắc chắn ra mình mới báo đây. Rồi ổn hết nha, cái này cũng mỏng thôi, một lớp kể kaki mỏng. Rồi, made in China. Cái này nó ghi còn made in the People Republic of China. Ghê không các bạn? Giống như là BRC các bạn. Nhiều cái gì đây nè, PRC nè. Nhiều khi họ không ghi China nha, nhiều cái áo họ ghi made in BRC là từ viết tắt đây này các bác, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đấy, tức là BRC. Đó, nhiều người ta không thích ghi chữ China, người ta ghi chữ BRC nhiều quá, không biết BRC là cái gì. Cái cổ nó hơi mồ mờ mờ đó. Rồi cái này cũng mỏng thôi nha. Rồi em bán đồng giá nha, 150.000 luôn. Màu sáng nha, màu trắng mà nó pha nó ngã xanh xanh, xanh biển. Rồi, cổ thì bẻ cũng được mà dựng đứng lên cũng được. Rồi, 60 đến 70 cân nha. Thoải mái nha, nhưng mà cao phải một mét 65 đổ lại đó nha, không mét 64 đổ lại thôi nghe các bác. Em mang cái tay hơi cọc, em mét 68. Các bác mét 62 đổ lại là chuẩn nhất. Rồi. 150.000 mã số 366. Vai 46 nè. Tay 58. Và dài 63. Rồi. Mã số 366 nha. Cái vải này nhìn hay đó, có vải giống như vải hạt mè. Sorry cho bác. Này giống như vải hạt mè nghe. Màu cũng xám luôn nha, xám trắng. Javin. Mấy cái này nó cần giới thiệu không ta? Nhiều khi em chi tiết quá chứ nhiều khi cái nào cũng của Nhật, cái nào cũng đưa lên chi nó mất thời gian, nhưng mà cần thiết các bác. Mấy này cần thiết. Cái này giống như cái giấy khai sinh của cái áo đó, made in Myanmar. Mặc dù thời gian thôi nhưng mà vẫn phải báo cáo rõ ràng. Khóa, cái khóa đó. Nó may cầu kỳ không các bác, những cái chi tiết nhỏ như này. Cái này thì nó bị xước vài chỗ. Nó xước xì chỉ ra về các bác lấy kéo cắt đi, nó không có ảnh hưởng gì đâu nha. Đây nữa nè. Cái này về lấy kéo tỉa đi là xong đó. Không vấn đề đâu, còn cái áo nó vẫn còn độ mới cao đấy. À, cái này nó bị ăn màu đây tí. À, dính sơn các bác, cái này dính sơn. Cái này dính sơn nha. Ok, rồi. 72 kg.
72 kg đổ lại nha. 63 đến 72 cao, 1m65 đến 1m75. Rồi, tăng đơ bên hông nữa. Rồi cái tay của con ổn nha, có xước vài chỗ đó. Bác về lấy kéo tỉa đi. Còn hôm mai em tỉa cho các bác, cái còn độ mới cũng trên 95 hết á. Còn cái vết này em xử lý có ra hay không. Nước ra nhưng mà nó loang lên luôn. Cái này nó ra đấy quá, nhưng mà em vò nó loang ra hai bên luôn. Ra nha. Nhưng mà cái này phải vò nhiều lần. Mất thời gian quá các bạn. Thôi em bán 120.000. Đó, nó ra rồi. Vò nhiều lần nó ra. Rồi thêm. Tôi lỡ đem vò thêm cho bác một lần nữa. Rồi cái này em bán 120.000 đi. Mất thời gian quá các bạn. Rồi, nó ra gần hết rồi. Còn mờ mờ thôi nghe. Này bác xiên về vò vài lần nữa là hết à. Nó đã ra như này thì chắc chắn nó ra. Vai 51 này. Tay 61. Và dài. Dài 66 nha, 120.000, mã số 367. Lưới rồi thoáng khí. Nhìn sơ mi các bác. Lỗ thông hơi này. Có túi tay đàng hoàng nha. Nói chung nó cũng cầu kỳ các bác, túi rồi. Cũng túi rồi. Này nọ là ha, các bác nhìn nó cũng hầm hố chứ rồi. Cũng ra chức chứ đâu giỡn đâu. Rồi, sẽ hai bên nữa. Rồi 60 đến 72 cân. Rồi, 72 75 thì hơi ôm. Dưới 72 cân và dưới 1m75. Mở nắp đồ thông hơi, những cái chi tiết này nó thứ nhất nó vừa mát này và nó lại tạo cái điểm nhấn. Rồi, màu trắng xám, trắng mà trắng xám. Rồi cũng nút bấm đang thôi. Cũng 150.000, mã số 368. Độ mới cũng trên 95 hết nha. Quan trọng là cái form đó các bác. Các bác nhìn em mang cái form lên nó có ổn hay không thôi. Vai 48 này. Là những cái này các bác mang nó lại ít đụng hạt. Tay 23. Và dài. Dài 72 nha. Rồi cái này cuộn nào đây, thương hiệu này chả biết cuộn nào. Rồi có lưới đàng hoàng, thông hơi đàng hoàng nha các bác. Thông hơi này, chiếc vải nó đây các bác, chiếc vải đây. Logo đầy đủ nha. Túi này, túi trên túi dưới, hai túi luôn. Cái này các bác móc chìa khóa hay móc gì đây? Nó có cái móc này em biết tác dụng là gì, móc chìa khóa. Made in, nhiều khi nó không ghi made in thì có thể nó sản xuất tại Nhật đấy. Nhiều khi nó ghi sản xuất tại Nhật bằng tiếng Nhật luôn, mình đâu biết được. Ngành nước nào thì cũng như nhau thôi, tiêu chuẩn nó cũng như nhau thôi. Quan trọng cái tiêu chuẩn hãng nó đưa ra như thế nào. Rồi độ mới cũng cao nha, cái màu này nó vậy thôi, màu bơ nha các bác, màu bơ nha. Vậy đại khái vậy đi. Nhìn cũng hay đấy các bác, nó lạ. Kiểu dáng nó lạ, cổ bẻ cũng được mà. Rồi các bác từ 68 đến 80 cân. Đứng lên cũng được mà, tay ngắn dễ mà. Rồi,
cũng đồng giá 150.000, mã số 369. Tí nữa, tí nữa, sắp rồi. À thôi, tí nữa đi, đợi tí. Đi thấp xuống được không? Nhưng mà tí rồi đi. Tại đi là phải đi ra đi vô. Đâu có đi vô cái thôi, đi vô đi. Dạ dạ. Được chưa? Cái này mã 369 nha các bác, 150.000. Rồi em đo. Vai 48 này. Tay 24 và dài 69 nha. Mã số 369. Em lên nhanh thêm chút. Cái này cái vải đẹp lắm các bạn. Cái vải này. Các bạn nhìn cái chiếc vải đó, nó mỏng thôi nha, nó mỏng thôi, nó không dày. Nhưng cái chiếc vải nó đẹp lắm. Cái này cũng mới lắm. Còn cả đinh. Cái này thì chắc chắn là chưa qua sử dụng. Còn cả đinh này. Cái những cái mới này nó ghim cái đinh vậy. Mới 100% chưa qua sử dụng nha. Cái này cái vải nó mỏng thôi các bác, nhưng mà cái vải nó mịn, nó đẹp lắm. Nó ghi 1989 nha, mà chắc không phải đâu, không phải đời 89 đâu nha. Nhiều khi nó ghi cái năm cái hãng này nó ra đời năm 89 thì cũng có. Rồi, mới 100%. Chưa qua sử dụng nha, Kajima. Nó in cả cái thương hiệu Kajima vô đây luôn. Và cái này cái túi khá là hay nè. Cái túi nó dài các bác. Các bác thấy cái túi nó dài không? Và đây nè. Túi nè. Cái này nó thành hai túi các bác. Khi mà các bác không xài túi trong này, các bác bỏ đồ vô, các bác muốn gài lên trên, ngược lên trên vô đây. À, thành hai túi luôn nha. Đó, ở trên nó có hộp nút nữa. Bên này cũng vậy. Mới 100%. Màu nhìn cũng hay nha các bạn. Cái này 1m65 đổ lại thôi nha. Cái tay em mang hơi cập được. 1m65 đổ lại và tầm 65 đến 75 kg nữa ha. Ổn không các bạn? Nhìn thấy cái vải nó mỏng mỏng thôi, nhưng mà mới 100% nha. Cái túi cũng hay. Rồi, ổn. 77 kg cũng được, hơi ổn. 77 thì hơi ổn. Số 370 nha các bác. 370. Vai 50 nè. À, tay 56 thôi nha. Và dài. Dài 75. Cái này cũng mới 100% luôn nè. Mới 100% khỏi qua cáo, lót nỉ luôn nha. Mà cái này ấm nha các bác. Đó, made in China luôn. Lót nỉ lông luôn nha, lót nỉ bên trong. Túi trong nè, một túi nè, hai túi này nè. Cái lót tay nó bằng cái gì á? À, cái lót tay là nó chừng chám nha, nó không phải lót. Cái này cũng ấm nha, độ dày thì vừa phải đây, nhưng mà lót lông thì chắc ấm. Rồi cũng từ 68 đến 80 cơ. Cái lót này có vẻ nó hơi nhột nhột, cứng cứng ha. À, cái lớp bông nó ép chặt, cái lớp bông nó dẹp lại các bạn. Giặt nó nở, lớp bông nó mềm lại rồi. Ok, 768 đến 78 cơ. Rồi và cao cũng từ tay bo đàng hoàng nha. Mới 100% nha các bác. Cao cũng mấy 68 đổ lại đó nha. Cổ các bác kéo lên hết cũng được. Bẻ ra cũng ok nha. Cũng đồng giá nha, 150.000. Mới 100%. Mã số 371 nha các bác. Rồi vai 53 này.
tay 57. Cái tay thì nó vừa, nó không có dài đâu nha. Và dài 68. Mã 371 nha, 150.000. Đó, cái áo này cũng xanh xanh như thế này. Rồi nút bấm hết nha, khuy bấm đó. Size LL. Made in Việt Nam nha. Dạng sơ mi thôi. Và chất vải cũng kaki mỏng. Rồi. 67 đến 77. À, 66 đến 78 cơ. Cao mét 77 đổ lại ha, mét 67 đến mét 77 luôn đi. Rồi, ổn nha. Có logo, có chữ gì đây. Rồi, cũng độ mới cao lắm. Mặt nút bấm nha các bạn. Rồi, này nó rất là mới nha. Mã số 372, 150.000. Vai 51 này. Đó, có túi tay luôn nha. À, tay 26 và dài. Dài 78. Mã số 372 nha. Rồi. Cái này cũng mới cứng à. Ủa viên rồi. Lưng. Made in Việt Nam luôn nha. Rồi. 66 đến 77 kia. 66 đến 78 cơ. Rồi 1m75 đổ lại nha. 74-75 đổ lại. Cổ bẻ hoặc đứng lên đều được nha. Rồi, túi. Cầu kỳ lắm đó các bác, nó may cầu kỳ lắm nha, mở lưng đàng hoàng nha. Rồi, mới cũng mới tin luôn. Mã số 273. 150.000. Vai 48 này. Tay 64. Dài. À, dài 67 nha các bác. Gladiator gì đó. Cái chiếc vải nó đây. Cũng màu trắng xám, nó có túi trong nha. Không thấy ghi mắt in nước nào ấy. Rồi. Tráng khuy. Chỗ nó dính bụi, bụi nó dính nha. Và giặt bao ra. Màu trắng xám nha, túi nè. Khóa đồng IKK. Rồi size M. Size M nha, mở lưng đầy đủ, cái này bụi nó dính. Này. Mới tinh, cũng mới lắm. Rồi. Ồ, form ổn ổn. Cái này mét 65 đổ lại đó nha các bác. Mét 65 đổ lại thôi. Và cũng tầm 70kg hoặc 72kg đổ lại. Nút mà, cái hộp nút đập chứ không các bác. Rồi. Dưới mét 64 thôi nha. Máy 65 rồi 70 cân đổ lại rồi. Máy này toàn một lớp thôi, ra chưa? Để em chút. Rồi, à, cũng 150.000. Đồ mới cao lắm nha. Rất là mới luôn nha các bạn. Vai 47 nè. Tay 56 nè nha. Cái này nó dài các bác, mét 64-65 đổ lại thôi. Và dài dài 65. Cũng 150.000 nha. Mã số 374. Tiếp tục. Rồi cái này áo sơ mi cũng Avento gì đó. Avento gear. Rồi.
Rồi, túi cũng có logo, khóa kéo này, logo này, lỗ cắm viết này, kính râm. Rồi, chiếc vải nữa đây. Màu này gọi là màu gì đó. Dạng xe mi thôi mà dễ mà, hai túi có kéo đây nè, nút bấm hết nha các bác, nó tiện ha, nhiều quá lười gài mình bấm nó nhanh ha. Rồi tới các bác tầm 73 cân đổ lại thôi, dưới 73 cân và dưới 1m76. Rồi cũng 150, mã số 375. Rồi vai 46 nè, có túi tay đàng hoàng nha các bác, tay 24 nè, có túi tay nè, chỗ này nó dơ dơ xíu rồi giặt giùm em. Vai dài, dài 76 nha, mã số 376, à quên, mã số 375, này em dán rồi em quên. Rồi rồi cái này cũng kiểu cầu kỳ lắm, cái bụi đó nghe em để dưới đất, nó bụi nó dính ra nghe, trong phải dê đâu mới lắm, cũng vải kaki mỏng, cũng vải kaki mỏng nha, dê kéo logo. Rồi cũng độ mới cao lắm. Made in Myanmar, Miến Điện nha, Made in Miến Điện. Rồi rồi 67 đến 77 kg hoặc 65 kg cũng được. Rồi nút bấm hết nha, toàn bộ cúc bấm hết. Rồi và 1m76 đổ lại nha, ổn đấy các bạn, có túi tay đằng mà. Rồi cũng 150, mã số 376. Rồi vai 49, tay 61 và dài 80 nha, mã 376, lấy màu sáng mặt nó cho nó nhìn cho nó sáng sủa các bác. Sai là rồi, chả thấy mất tên nước nào đâu. Rồi mở lưới, lưng lưới nè, túi cũng giống cái kia, có túi dưới nè, cái này túi hai ngang đàng hoàng á, hai ngang khác biệt nha các bác, hai ngang rời đấy, màu này màu trắng kem nha, màu kem, màu sữa, trắng sữa. Rồi 72 đến 84 cân, 85 cân cũng được, 1m76 đổ lại, vạt ngang sạn cũng toàn độ mới cao hết nha, không có lỗi lầm gì. Mã số 377. Sau có mở nó không hơi đàng hoàng, tay nó có logo. Vai 51 nè, tay 25 và dài 77 nha, 150, mã 377, 377 nghe quá. Rồi tiếp theo cái này, này màu nâu nâu, màu nâu vải xương cá, chiếc vải xương cá nha, cũng mới tinh luôn, lỗ này, nút túi tay đầy đủ nha, túi thông lưới thông hơi đầy đủ hết, đai xương đầy đủ mới tinh. Rồi cũng 150,
viền vàng nó phối. Rồi 1m7 đổ lại nha, và 72 cân đổ lại, 73 cân cũng được. Rồi 150.000 luôn. Túi trong nữa nè, túi trong 2-3 ngăn luôn nè các bác. Made in Việt Nam nè. Vai 47, tay 60 và dài 66 nha các bác. Mã số 378, 150.000. Rồi lại toàn cái màu xám này nhiều ha, màu xám trắng này. Giống cái này em có lên size L là 68 đến 80 kg này, cũng mới 100% luôn. Made in Indonesia nghe bác. Indonesia mới 100% nha. Đẹp đó các bác. Cái này nó phản quang nè. Quá nhìn cái miếng này nó phản quang và nó đồng màu luôn đó. Mở nắp đồ đầy đủ nha. Nút rồi. Cái này nó đánh con bọ. Mới 100% đi, khỏi quảng cáo đi. Khỏi báo lỗi đi. Rồi. Form đẹp đó các bác. Quan trọng là giá nó mềm. Rồi 66 đến 79 kg. Nói chung là từ 67 đến 80 cân đây ha, 1m72 đổ lại thôi. 72, 74 cũng được. Rồi, cổ thì bẻ cũng được mà dựng lên cũng được. Đổ nó quá. Đai nếu rộng nó có tăng đai sườn đàng hoàng nè. Tăng giảm đàng hoàng nha. Mới 100%. Giá 150, mã số 379. Vai 52. Tay 58. Và dài 65 nha các bác. Mã số 379. Rồi tiếp tục cái này nữa. Giống không? Có giống cái đó không các bác? Nó cũng giống á. Gần giống thôi. Rồi cũng độ mới cao lắm. Có túi trong này mà nha. Túi đây nữa nè. Trời, nhiều túi trong nó, mặc dù nó có lớp thôi. Không thấy à, có Made in Việt Nam này. Ok. Rồi 68 đến 80 cơ. Cao 1m68 đến 1m77. 1m78 luôn được. Rồi. Những cái màu này nó sáng, các bác mặc nhìn nó sáng sủa không? Nhìn nó sạch sẽ. Dễ mang. À cũng tùy à, nhiều bác sợ nó màu bẩn thì sao dễ mang được đúng không? Những cái chi tiết nhỏ em thấy nó may cầu kỳ các bác. Vai 50 nè. Tay 64 chỗ này nó hơi dơ tí, về giặt giúp em. Cái này khả năng nó ra, bao ra nha các bác. Em bao ra nha, về giặt giúp em. Nó dính vô rít. Rồi vô nó rít giống như nước đường đó. Người ta uống nước ngọt nó dính vô. Và dài 68 nè, những cái con bọ nó đánh chi tiết. Và những cái game cái vai nè, cái nó may cái này thêm chi các bác. Nhiều khi đâu có cần thiết đâu, nhưng mà người ta làm những nó tạo cái điểm nhấn, nó đánh con bọ lại khác màu nữa. Những cái chi tiết nhỏ, cái lỗ đó. Kể cả cái đây nữa nè. Các bác thấy nó cầu kỳ. Cầu kỳ đến từng chi tiết luôn đấy. Từng đường kim mũi chỉ luôn nha. Con bọ đó nó tính rồi. Đó lên nè. Rồi em đo rồi đúng không? Rồi em bán. Cũng đồng giá luôn nha. Mã số 380. 150 nghìn.
con này nó gần gần giống với con nãy em lên, gần giống đây nha. Cái vải nó cũng hay hay, sụp sụp sụp, nó vải vải vuông, nó vải gì ấy. Màu này cũng màu đó. Độ mới thì còn lỗ thông hơi đàng hoàng nha, đây lưới thông hơi nha. Con này độ mới thì trên 90%, do cái màu nó vậy thôi chứ còn độ mới nó còn khá đấy, cho nên nó hơi ngã ngã nhẹ. Rồi cứ cho 90% trở lên nhưng mà vẫn còn ổn nha, bụi bọc. Tất nhiên độ mới nó tương đối, tương đối hơn so với mấy con kia, mấy con kia độ mới rất là cao nha, nhưng mà nhìn nó bụi bặm các bác, nút gài nha. Ồ, con này lại đẹp đấy, mặc dù độ mới nó không cao bằng mấy con kia đó. Rồi 68 đến 80 cân nha, có lỗ thông hơi ngay lưng, ổn không các bác? Màu nó cũng thiên về màu lính đấy. Rồi mã số 381 cũng đồng giá nha, 150. Quên giấy khai sinh cho các bác xem, xe nè, mắt Insina nha, 70% cotton, 30% nylon. Rồi cái hãng này nó ra đời năm 1920 chứ không phải cái áo này nó đời 1920 đâu. Nhiều quá, thấy người ta ghi in cái đó lại bảo là nó ra đời năm ba đó rồi chết. Ok, biết mắt in nước nào. Ủa, có nút dự phòng đây nè các bác, nút dự phòng mà mắt in nước nào chả biết, thật kệ đi, nước nào cũng được, nước nào cũng như nước nào. Vai 52, tay 23 và dài 75 nha. Đọc mã chưa các bác? Mã 381 đúng không? Mã 381. Rồi, cái con này nó giống cái con hồi nãy nè, chiếc vải thì nó hơi khác, như là cái màu nó hơi khác nha. Nãy cái lên cái con cái vải kia mỏng mỏng đó, cũng có nút dài lên nè, có cái logo. Cũng mới lắm, cùng Kajima nó, cùng của cái hãng này đó. Rồi cái màu nó hơi khác tí đó, độ mới cũng cao lắm. Nó cái túi các bác nắp lật lên nha, nó hai túi lần đó. Nó khui kiện nó hơi nhăn nè các bác, ủi thẳng thớm lên nhìn nó sẽ đẹp. Rồi 65 đến 75 kg. 75 kg đổ lại nha, và 1m7 đổ lại. 1m7 đổ lại thôi nha. Nhìn cái túi hay đấy các bác, túi nó dài nha. Nó xếp ly như đây. Rồi nút nó là hai túi luôn đấy nha. Rồi. Cái màu như cũng là lạ. Mã số 382. Cũng 150.000 luôn. Vai 50, tay 59 và dài 83. Rồi tiếp tục để ý đứt nó bụi nó bám nha, em đạp lên đây. Mới, con này cũng mới nha, màu này gọi là màu gì các bác, màu bơ Kanzak Shine Lab. Các nhìn cái tem này nó rõ hết nha, cái này giặt nhiều là nó nhầu đâu, nhưng mà cái tem nó rõ. Rồi không ghi made in nước nào hết đó. Mấy cái này bụi nó bám, em để ý đứt nó bụi nó dính vô thôi. Cái độ mới cũng trên 95 hết, màu cũng lạ đấy các bác. Rồi cổ bẻ đứng này đều được. Rồi 65 đến 75 kg đi. 77 78 kg cũng được. Rồi mét 68 đổ lại nha các bác. Rồi có túi tay là
Rồi em bán cũng 150.000, mã số 383. Chẳng 3 đình chỉ ra ngoài nha. Vai 51 nè. Tay 56. Và dài 64. Chằn 3 đường chỉ nha. Chằn 3 đường chỉ hết. Túi. Túi rồi, dây kéo đồng. Rồi mã số 383 nha. 150.000. Rồi cái này dạng semi. Màu xám nha, lỗ thông nách nè. Lưới đó. Chất vải đây nè. Made in Việt Nam luôn nha. Rồi, đây dạng Xiaomi nè. Rồi. 68 cân đổ lại nha. 68 cân là gọn đó, bán nó thích thoải mái là dưới 65 cân thôi. Và dưới 1m72. Rồi ok nha các bác. Chất vải này, màu xám nha, cũng có túi tay. Túi là cầu kỳ lắm đấy, lỗ thông hơn. Rồi Xiaomi nha. Dễ mang lắm, mấy này nó dễ mang. Rồi, cũng 150.000. Mã số 384. Lỗ thông hơi lưng nè. Rồi em đo. Vai 46 nè. Tay 61 và dài. Dài